Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng mình đi xuống Long Cung để xem cung điện của Long Vương nha các bạn. Đó, đây là Long Cung nha. Nói đùa thôi, đây là hôm nay mình sẽ mời các bạn đến thăm Thủy Cung ở Tham City Hà Nội nha các bạn. Đây sẽ là cái nơi để các bạn vào cổng Thủy Cung cũng như là để mua vé. Ở bên tay phải sẽ là cái bảng để các bạn xem những cái giờ biểu diễn cũng như là các cái chương trình của nó. Vé của người lớn sẽ là 220 vào cuối tuần các bạn nhé, thứ bảy và chủ nhật. Còn trẻ em sẽ là 150.000. Đó, mình thì mất tiền nhưng mà các em mới thu tiền thì cười hớ hớ các bạn ạ. Đó, khi mình mua xong vé thì các bạn sẽ nộp ở chỗ kiểm soát để mình đi vào bên trong nha. Vào bên trong thì ở đầu tiên sẽ là khu vực của cá nước ngọt. Ngay bên tay phải thì các bạn sẽ nhìn thấy đó là những con cá hải tượng này. Những con cá hải tượng này thì nó phải nói là rất là to nha các bạn. Nó dài thì có phải tới 2 đến 3 mét thôi. Những con này thì mình nhìn nó dài khoảng độ tầm 1,5 mét gì đấy rồi. Vì nhìn qua bể kính như nhìn qua camera có thể các bạn sẽ chưa tưởng tượng được cái mức độ của nó to như thế nào. Nhưng mình nhìn thực tế nhìn nó to lắm các bạn ạ. Đó, các bạn sẽ tha hồ thỏa sức để ngắm nhìn ở trong cái Thủy Cung ở Tham City Hà Nội này nha các bạn. Ở trong Thủy Cung này thì nó nằm sâu ở dưới lòng đất, ở bên dưới của cái tòa nhà Tham City nha các bạn. Và sâu hơn một chút thì các bạn sẽ thấy ở bên tay trái là những cá sấu hỏa tiễn này các bạn. Các bạn nhìn cái phần mõm của nó này, giống như cái mỏ vịt đấy đúng không các bạn? Đấy, rất là nhiều những loài cá khác nhau. Các bạn có thể thỏa sức để mà ngắm nhìn nhé. Đây là cá hồi vân cũng như là cá tầm Nga. Đó, hai loài cá này nó ở chung nhau một bể các bạn ạ. Khi vào trong này thì cái không khí hiện tại như mùa hè ngoài rất là nóng, ngoài rất là nóng nực nhưng mà bên trong thì nó mát lắm các bạn ạ. Thì nó hơi tối một chút. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là con cá gì ta? Nó nhìn rất là đã các bạn ạ. Rồi, đây là cá nàng hai. Đó, đây là tiếp theo sẽ là những con cá sấu này. Các bạn nhìn răng của nó kìa. Cái da của nó nhìn dài cộm luôn. Tuy những con cá sấu này nó chưa phải là loài cá sấu to lắm, loài nó đang còn bé các bạn. Mà cái da của nó đã là sần sù và dày như thế rồi. Cái răng nanh của nó cũng đã bắt đầu nhọn hoắt rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Hôm nay mình đi vào dịp cuối tuần ấy, thì cũng rất là nhiều người đi tham quan ở đây. Ở trong này nó có vô vàn các loài cá cũng như là các loài sinh vật khác nhau. Các bạn vào đây thì các bạn cứ tham quan cho biết cũng như là để trải nghiệm ở cái Thủy Cung ở trong Tham City này để xem nó như thế nào. Đó, đây các loài rắn này các bạn. Loài rắn này nó rất là độc nhỉ. Nếu mà sống ngoài tự nhiên của nó rất là độc luôn. Đây là rắn xanh này các bạn này. Rắn... nhìn các bạn nhìn nó xanh lè xanh lét kìa. Đó, đây kiểu giống như rắn cặp đồng cặp nia nhìn đúng không các bạn. Ôi con này màu đỏ luôn này. Đó, các bạn nhìn thấy đây có một con nữa nó đen đen bên trong kìa. Đó, ở bên tay trái nó nấp kín kìa. Ở dưới này thì được trang trí cũng như làm các khung cảnh rất là đẹp luôn. Đó, đây là một cái con chăn bạch tạng này các bạn. Ngày trước mình đi vào một lần rồi mình thấy con chăn còn bé và hôm nay mình vào lại thì thấy nó to hơn rất là nhiều các bạn ạ. Nó con chăn bạch tạng này. Mình vào cách đây nó khoảng 2 năm rồi. 2-3 năm gì đấy rồi ấy. Ếch ngoài hành tinh luôn các bạn nhìn không? Nó xanh nét ở trong kia kìa. Đây là con rồng này. Nó là rồng Nam Mỹ các bạn ạ. Kiểu như một con tắc kè ấy. Nó nằm các bạn kìa, những cái vây của nó bên trên kìa. Nó nằm im gọi là không cựa quậy gì luôn các bạn, kiểu như đang ngủ. Các bạn nhìn thấy không? Hai con luôn các bạn ạ. Ô
Ôi, đây có một con to hơn nữa này các bạn ơi. Con chăn này là chăn vàng này, ôi to chứ, con này nó đang đói các bạn, nhìn nó kiểu đang cựa ấy. Này nó mà ở ngoài đến gần này là nó quấn luôn đấy các bạn. Đây nó là loại chăn vàng ấy. Ôi hai con, mà một con đấy nha các bạn, một con nó nằm cuộn tròn trong kia kìa. Ôi, hai con này to thế. Này nó dài tối thiểu phải 7 đến 8 mét các bạn ạ. Này con này chắc phải khoảng độ tầm 9-10 cân gì đấy rồi. Đó, đây là những con chim cánh cụt này. Những con chim cánh cụt này thì nó sống ở chủ yếu ở Bắc Cực và nó phải sống ở trong cái gọi là thời tiết rất là lạnh nó mới sống được các bạn ạ. Đó, và đây nó rất là thân thiện, nó đùa nghịch với lại các bạn nhỏ, các bạn ấy đi tham quan được, bố mẹ đưa đi trải nghiệm du lịch tham quan ở đây này các bạn. Ở trong thủy cung này thì họ sẽ mở cửa đến tận gần 10 giờ đêm, nên là các bạn đến đây để tham quan du lịch cũng như là để trải nghiệm thăm thú ở trong này cũng rất là thoải mái nha các bạn. Nếu mà các bạn đi vào dịp ngày thường ấy, từ thứ bảy chủ nhật ra thì cái giá vé nó sẽ rẻ hơn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn đi vào thứ bảy chủ nhật như hôm nay mình đi là thứ bảy thì nó sẽ người lớn là 220.000, trẻ em là vào 150.000 nha. Đấy, tiếp theo cá này thì nó nằm ở trong cái lọ này các bạn. Cá này là cá trình dưa này. Nào các bạn nhìn thấy nó bơi không? Đó, nhưng con cá này nó là con cá trình này, nó to lắm nhá. Nhìn cái này thôi mà nó uốn éo néo nhìn. Các bạn nhìn thấy không? Tại sao người ta gọi là cá trình dưa? Thì các bạn nhìn nó cái thân hình của nó có nhiều hoa văn ấy, nhìn nó giống như cái văn gọi là cái vân của quả dưa ấy. Các bạn nhìn con nó nằm ở trong cái kiểu như vỏ hến trong hang ấy. Nhìn nó nằm kìa, nó nằm trong há mồm. Cá này hình như nó không có răng ấy các bạn ạ. Các bạn nhìn kìa, nó nằm đấy. Nhìn mồm nó kìa các bạn. Có một con nó nằm ở trên cái lù ở trên kia kìa. Cái gọi là cái hang người ta tạo, nó nằm thò mỗi cái đầu ra. Đó, nó bơi chán thì nó lại chui vào cái hàng của nó này các bạn nhìn kìa. Là nó rất là hay cái loài cá này, nó ở cái này, nó cứ ở này xong con mồi đi qua nó đớp một cái nên là nó có mồi ăn các bạn ạ. Ngoài những loài cá to lớn thì nó còn những loài cá nó vằn vằn giống như cá ngựa vằn này các bạn ơi. Này, cá này là gọi là cá thia lan. Đó, nó vằn như ngựa vằn luôn. Đi sâu vào một chút thì các bạn sẽ đến bể chính nhá. Ở bể chính này, đoạn này nó vẫn chưa phải là cái bể phun toàn phần, nó mới chỉ có một bên thôi, nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp rồi. Rất là nhiều loài cá này, các bạn nhìn nó bơi kìa. Các bạn vào đây thì các bạn sẽ được thỏa sức để ngắm nhìn cũng như là xem những cái chương trình biểu diễn ở trong này. Các bạn có thể căn cái giờ để mình vào mình xem ở trong cái bảng của họ ấy các bạn. Là tốt nhất thì các bạn có thể đi vào buổi sáng, trưa, chiều, tối thì nó đều có những cái giờ biểu diễn riêng các bạn ạ. Ví dụ như biểu diễn nàng tiên cá này đó. Vào đây thì sẽ là bể phun toàn phần nha các bạn. Ở đây thì xung quanh sẽ toàn là kính thôi, và trên dưới trái phải đều là các loài cá này. Khi được vào bước chân đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích thú, kể cả người lớn như mình thôi bước vào cũng đã thấy nó có một cái gì đấy gọi là nó tạo cảm giác cho mình như chỉ đang đi ở dưới đáy biển đấy các bạn ạ. Xung quanh mình nó toàn là nước không ấy. Những loài cá thì nó có đủ thể loại luôn, cá to cá nhỏ rất là nhiều. Ở chỗ này thì các bạn chụp ảnh thì nó cũng gọi là một cái gì đấy để lưu giữ lại kỷ niệm. Nó sẽ tạo một cái gì đấy cho các bạn cảm giác nó như thế các bạn đang đi ở dưới một cái đáy đại dương mà xung quanh toàn là những loài cá khác nhau đó các bạn ạ. Ở đây thì các bạn đi cuối cùng ra, các bạn sẽ nhìn thấy một cái gọi là con mực. Mực này gọi là mực khổng lồ đang ở dưới đáy biển thò những cái xúc tua của nó lên. Và bên này thì có một cái vỏ sò để cho thường thường các nàng tiên cá sẽ bơi chán chê, bơi mỏi mệt và vào đây ngồi để phơi nắng các bạn ạ. Kiểu như vậy, hoặc là chỗ này cũng có thể các bạn lên đây để chụp ảnh check in được. Và đây là cái khung cảnh bể chính ở cuối để các bạn đứng ở đây để tập trung xem họ biểu diễn cho cá ăn này, cho cá mập, cho các nàng tiên cá họ bơi lội ở đây để biểu diễn cho mọi người cùng tham quan du lịch đến để xem này các bạn. À, cái bể này thì nó là gọi là một cái không gian rộng ở xung quanh này thì nó sẽ đủ chỗ để cho rất là nhiều người, để cho mọi người có thể đứng để ngắm nhìn
các loài cá ở đây để xem biểu diễn các cái chương trình nghệ thuật đấy các bạn. Rồi, video thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm như theo dõi video. Nếu các bạn thấy video thú vị thì cũng đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.